Chào cô chú ơi. Sao cô cháu cái trẻ mặt sáng như vậy? Hôm nay đi học không có ăn kem bắp. Cô ăn kem bắp hả? Con ăn kem bắp hả? Nay thức dậy trễ mọi người ơi. Chạy lên trước. Ok, bye bye. Uống nữa ra đây. Ờ chưa? Có hả? Có gì? Bố mẹ mở ra. Bố mẹ bạn nào? Bạn chưa tới. Bạn chưa tới hả? Ở đây chơi ha. Dạ rồi. Ở đây chơi tí nha. Chơi. Đây à. Ok. Cởi áo khoác ra đi. Không phải. Không cởi hả? Nên lên đi. Mày thúi. Được rồi. Nãy kêu đem ra đây không chịu đâu. Nhanh lên. Mang cặp đi lên lớp đi. Đi đi thang bộ đi. Dạ đi thang bộ. Ủa, đi đâu máy. Vậy? Đi thang bộ đi. Đi thang bộ hả? À. Nhanh lên đi bạn ơi. Bạn. Chào bạn. Chào. Hello. Hello, đồ cắt kiểu hả? Kể đi, kể đi. Để cô ấy cho. Mua trái dừa về uống. Mua bánh bò về cái bông địa. Bánh bao nữa. Hôm nay ngày 15. Hôm nay ngày 14 hay 15 ta 15. Qua trả tiền thôi. Chú ơi cho con gửi tiền hai hộp sữa. Sáng đi gấp có quên đem tiền. Giờ em sẽ phơi đồ. Còn phơi có xỉu không? Có một tô đầy nhóc với phòng. Lấy cây khăn. Nhiều đây giặt ba lần. Thank you.
Hôm nay là ngày bao nhiêu ta? 24. Không, ngày âm cả, nhưng ngày âm hôm nay ngày 15 á. 14. Ngày 14 hả? Ờ, hôm nay ngày 14 có bánh bò, bánh bao cúc địa. Trời ơi, nhìn đẹp quá vậy. Nhìn đẹp quá. Trời ơi. Ở nhà mới cầm lên đó này. Anh cảm ơn nha. Anh hai cho hai con gà. Hai con gà thì chắc là em sẽ bỏ tủ đông một con. Còn một con thì em bỏ tủ dưới để chưa. Để chiều. Chiều. Trời sáng giờ bán được nhiều dữ trời. Ông bị ổng bánh bao hả ta? Chân hoa cúc lâu rồi vẫn còn tươi nha. Hả? Nói chị chân hoa cúc lâu rồi vẫn còn tươi nha. Ừ. Mấy ngày chị? Mấy ngày lâu, hoa kia cúc tôi chân được lâu. Hello, chào mọi người. Sáng giờ em chốt được 4 đơn rồi, bây giờ em được 2 đơn đó mọi người. 2 đơn thì một đơn của bà gì ta, bà gì quên mất tiêu rồi, bà hay vô, thôi hay vô xem like á mọi người, tên gì tự nhiên quên rồi ta, Ngọc Hân, à bà Ngọc Hân, bà Ngọc Hân nha mọi người, bà mua 3 thứ luôn, một tẩy tế bào chết với lại một chai lăn tủ mùi với một là kem body nhỏ với lại chị này chị Mai Quỳnh hả, chị Quỳnh Mai gì á, chị đã đặt một hũ kem xâm nhật. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cặp gì nhỏ xíu hả? Cặp gì sao nó nào?
Rồi mở ra coi. Đây, từ 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 từ. Đây nè, đây lấy cho. Wow. Cặp gì nó chiếu được chưa hả? Đây là cặp. Cặp gì sao nó đeo mà? Hả? Cặp gì cho nó cặp nó? Đây sọt, đây vô coi. Đây là sọt. Dạ. Hả? Quyển sách nào? Quyển sách nào trên kia kìa. Đó, quyển sách của nào đó. Bỏ vô đây. Đúng rồi. Đúng rồi mà. Đúng rồi. Sách của nào? Bỏ sách con. Bỏ vô coi. Bỏ vô mang cho mẹ coi coi. Uống tiền biết vậy khỏi mua đồ cho nó à. Tự nhiên lúc trước mẹ chết cái hộp đựng 15 rồi đó mẹ. Xong rồi nó đi lên lớp á, nó khoe khoe xong rồi mất rồi. Cái gì? Mất nhẫn á, mất hai cái rồi. Út chơi. Út chơi. Làm hết rồi. Trời út chơi. Út chơi hả? Út chơi hả bỏ. Với lại cái cặp này còn nhỏ hơn cái cặp kia, cũng không có cái ngăn chỗ khủng long nữa. Bóp con này ơi. Mày còn nhỏ nó cho mày đeo. Không. Nay nhìn ra mà khủng long ăn là trời. Nào quay vòng nè. Nay quay vòng ơi. Quay vòng coi. Con quay đây, quay quay lại sau lưng mày coi coi. Chiếc màu nha. Quay sau lưng mà. Quay lại sau lưng mày. Mẹ sáng mẹ cho Xu có 12, Xu lấy 8 ngàn nha. Ờ. Ăn với lại 20 ngàn lúc trước mà. Mẹ. 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 Ê, Xu lấy 20 ngàn hôm qua mua cơm nha. Ờ. Với 8 ngàn. Mua gì? Mua kem hả? Mua bánh thôi hả? Mua kem nha. Dạ. Rồi, đi đi. Tôi không. Nè. Tôi không bánh. Ờ, giờ mẹ cho nó 10 ngàn, của Xu thì lấy 8 ngàn, có Xu để mua đi mua bánh. Giờ con Na nó chạy lại đó mua kem. Xu 8 ngàn cái Xu mua bánh thịt dừa mạnh. Cho nó mua bánh rồi, mua kem nha. Không. Mua bánh hay mua kem? À, mua kem. Đi vô mua. Dạ rồi. Nào đi vô mua. Dạ quá. 5 ngàn nha. Kem nó sấy đó. Kem nó sấy. Kem sô cô la này. Kem nước sấy. Nước sấy không còn hàng nữa rồi. Con kem không có dao nữa rồi. Không kem sấy nha. Kem này không? Không. Nước sấy hết rồi con, nước sấy công ty nó không sản xuất nữa. Nghỉ bán rồi. À, nghỉ bán cái hàng đó rồi. Cái này này. Cái trà sữa hả? Không. Đây là cái này à? Không. Cái này. Cái này 12 lận. Đó. Nghe không? Không. Dâu đi, ừ. Kem dưa hấu. Cây dưa hấu. Dưa hấu luôn hả? Dưa hấu có 5 cây hả? Không, kem con. À, nó tự lấy hả? Nãy lấy thì không chịu đâu. Không kem đâu, có bắn. Chào mọi người, em vừa mới chốt được một đơn 5 hộp kem luôn của chị Tứ nha mọi người. Trời ơi, cái chị mà hôm bữa chị đó mua em một hộp trước, xong rồi sau đó chị đó mua em 2 hộp nữa đúng không ta? Ờ đúng rồi. Xong rồi chị giờ đó chị đó mua em 5 hộp nữa. 5 hộp nữa là mọi người thấy là hiệu quả đúng không? Hiệu quả ta mới mua vậy chứ. Cảm ơn chị Tứ rất là nhiều, chị Tứ chuyển khoản trước luôn. Rất là nhanh gọn. Nhanh gọn lẹ. Làm khoái muốn xỉu. Đang làm cho khách. Ngưng luôn. Ngưng làm cho khách luôn. Tranh thủ bắt con gà mọi người ơi.
Em sẽ hấp con gà cho tôi với Na ăn không nha mọi người. Không có kho gì hết. Không nấu cơm luôn. Con gà nha mọi người. Rồi con gà đó. Mở cửa cho nó thoáng. Mà thị ta nó sẽ nó làm cái gì. Dạ. Giờ mới mua, giờ mới giặt đầy cái can, giờ còn nửa can rồi. Chưa tắt đèn. Su coi, ngồi xuống coi coi gà nha, Duy kêu mẹ nha. Mấy phút mà. Hả? Tới phút 12 không? Ờ, tới số số 1 kêu mẹ. Bây giờ nó kêu đang quét sân. Em mày xước lại tao coi coi. Trời ơi đẹp quá à. Nữa. Thôi bị tự nhiên luôn. Tức là rồi quay lại phía sau à. Ừ, đẹp á. Gọi đầu xong mày à, cứ chỉ cắt chải nó chải như vậy là nó sẽ ra y chang vậy nha. Chưa nhớ đâu. Để lỡ. Còn lỡ không? Đúng gì chị nói. Đúng gì chị nói. Không có nào. Vậy là chín cho mà. Tính rồi. Nè nè. Dạ. Dạ chơi gì dạ? Hả? Mở mẹ la hết hả? Mở mẹ la hết dạ. La này này. Dạ. Chị cho con cá ăn không? Cá này không, không sống được. Cho xuống trái tim. Mẹ la ăn. Tầm này là ăn no thịt gà được ngán rồi nha cô chú. Chim, ăn chim đó. Ngồi xuống ăn nào Hoàng á. Đấy, lấy ba lô ra. Ba lô à. Ừ. Ba lô. Chết tim. Quá trời ngon. Mua. Ê, ăn luôn đi. Cầm đi. Rồi. Thở khỏi. Giờ này còn sạch sẽ gì nữa bà. Lúc sạch không chịu sạch đâu luôn. Lúc còn sạch đó thì sạch. Ngon quá mọi người. Chút sắc hơn. Gà chảy nước luôn. Gà chảy nước luôn. Đây là phần ngon nhất của thịt gà. Tại vì cái đùi nó không có bị. Có ai mà mệt mỏi như Na mọi người ăn mà còn đeo cặp nữa. Ăn mà làm như đi đâu á. Mang ba lô. Ăn giống như nãy có qua chị hai có mang ba lô không? Có. Ở đó còn hả Trung nè? Còn. Ừ. Ba bị sừng sò luôn á. Tôi muốn ăn. Ăn lại, trắng, béo. Anh ăn béo được. Ăn thịt thôi. Ăn thịt thì ăn mấy cái này nào. Cái này còn thịt nào.
Nha nè. Rồi. Con Na này nó ăn cái gì vậy? Nè. Con Na ăn thứ. Ừ. Ăn. Ừ. Uống nữa. Ừ. No luôn á. Ba đứa ăn con gà no luôn á. Nãy chưa ăn á. Chào mọi người, em vừa mới chốt được một đơn kem xâm nhật nữa nha mọi người. Của em Hồng Anh nha, em tặng cho em đó một policy. Của TikTok shop. Một đơn hàng đến từ TikTok shop. Ok, mình vừa mới ghi hàng luôn rồi. Bữa tối được hai đơn nữa. Chào cô chú. Chúc buổi tối. Chào cô chú rồi tới gì? Chúc buổi tối vui vẻ. Chào cô chú rồi gì nữa? Chào cô chú. Các anh chị. Buổi. Buổi. Buổi gì? Buổi tối. Buổi tối gì? Buổi tối vui vẻ. Bây giờ Na, bây giờ Xuân với Na là khoảng gần 9 giờ Xuân với Na sẽ lên đi xem TV, nhưng mà cô Su kêu là ra là về nhà là sẽ xem coi trên thế giới này có bao nhiêu loại nấm, với lại tìm cho cô 10 loại nấm, nếu như mà tìm được mỗi tổ sẽ được một sao, mà nếu như được một sao sẽ được tặng quà, người sao nhất sẽ được tặng quà. Su đang chuẩn bị này, còn Na thì mặt ngu ngơ ngơ tại vì nãy giờ đang xem phim thôi. Bye bye cô chú ơi. Bye bye cô chú. Bye bye ơi. Bye bye. Bye bye. Chúc ngủ ngon vui vẻ. Ừ, không gió. Gần qua.